Thế Hùng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin giao thông, chuyên mục điểm báo. Cuối chương trình là một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết bản tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị sản xuất công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, hỗ trợ hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh phí để hỗ trợ thực hiện gần 4,7 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước đây do giá thấp đầu ra không ổn định nên có thời điểm người trồng cacao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không mặn mà với loại cây trồng này. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, năng suất và giá cả ổn định, giúp cây cacao hồi sinh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Với gần 2 hectare cacao trồng thuần từ năm 2011, trung bình mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Sĩ ở xã Yana, huyện Rongna thu được hơn 2 tấn hạt khô lên men. Sau khi trừ chi phí thu lãi trên 170 triệu đồng, năm 2023, ông Sĩ đã đứng ra thành lập hợp tác xã cacao Tân Thành, thu hút 15 thành viên với diện tích trên 36 hectare để liên kết với doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người trồng. Nhờ nâng cao năng suất và chất lượng, giá hạt cacao ở mức khá cao, từ 75.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg hạt cacao lên men, nên người trồng cacao ngày càng yên tâm về hiệu quả kinh tế loại cây này mang lại. Đây cái giá cả thì về cái giá cả của bà con thì nó có cái sự chênh về ấy, nhưng từ khi liên kết với các công ty thì cái giá cả của bà con được ngày càng cải thiện và ổn định nhiều hơn, thì từ đó đem lại cái đời sống cho bà con ngày càng tốt hơn. Đắk Lắk hiện có hơn 2.000 hectare cacao, năng suất bình quân 1 tấn mỗi hectare một năm, được trồng chủ yếu ở các huyện Eka, Rongana, Ehleu và Rong Bắc. Tỉnh đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu lai tạo giống mới cho năng suất cao, tổ chức sản xuất liên kết từ vùng nguyên liệu đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để đưa sản phẩm cacao ra thị trường thế giới. Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã vượt khó, không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành y tế tỉnh đặt mục tiêu tập trung đầu tư nhân lực, phát triển đồng bộ y tế dự phòng, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây cũng là cách để ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đi xa hơn, hướng đến phát triển toàn diện và hiện đại trong tương lai. Theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với quy mô 1.500 giường bệnh sẽ trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện đề án đã được Sở Y tế xây dựng xong và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo khả năng khám điều trị và thực hiện 80% danh mục kỹ thuật tuyến trung ương. Điều này càng khiến cho nhu cầu về nhân lực ngành y, nhất là nhân lực chất lượng cao của tỉnh càng tăng cao, đòi hỏi tỉnh và ngành y tế phải có sự chuẩn bị dài hơi. Chúng ta rất là thuận lợi là chúng ta được trung ương lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban hỗ trợ để chúng ta có một cái bệnh viện mới khang trang hơn với trang thiết bị hiện đại đầu tư. Thì điều cốt lõi chúng tôi ở Bệnh viện Khánh Hòa, chúng tôi phải làm sao xây dựng được chúng ta phát triển cái chuyên ngành nào để đáp ứng cái chuyên sâu, để đáp ứng cái nhu cầu của người dân. Thứ ba nữa đó là chúng ta phải xây dựng được cái định mức tuyển dụng con người, và cái khó khăn là làm sao tuyển được con người rồi đưa đi đào tạo để có một bác sĩ, một nhân viên y tế có tay nghề được chuyên sâu, thỏa mãn được nhu cầu một bệnh viện tuyến cuối. Mục tiêu và lộ trình đã có. Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành y tế Khánh Hòa quyết tâm thực hiện tốt y đức,
xây dựng đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế vừa hồng vừa chuyên, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao và ngày càng tạo được niềm tin yêu, sự tin tưởng, hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, tỷ lệ học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 25%, tăng trên 3% so với năm 2022 và tăng hơn 12% so với năm 2020. Trong số các địa phương, huyện Con Plong có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cao nhất tỉnh, khoảng 40%. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề ở huyện Tumorong thấp nhất tỉnh với hơn 1,5%. Tại các địa phương, mặc dù công tác định hướng phân luồng giáo dục luôn được cấp ủy chính quyền và các cơ sở giáo dục quan tâm triển khai nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do phụ huynh và học sinh chưa thực sự mặn mà với việc học nghề vì mong muốn được học lên bậc đại học, cao đẳng. Cùng với đó, nhiều trường học hiện còn thiếu đội ngũ chuyên trách làm công tác phân luồng giáo dục. Bản tin tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Nhằm đưa tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo vào sử dụng trong dịp 30 tháng 4, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để thông tuyến trước một tháng trước khi đưa vào vận hành chính thức. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo là một trong ba dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư BBB. Dự án có chiều dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa gần 5 km, Ninh Thuận 63 km, Bình Thuận gần 12 km do Liên doanh Tập đoàn Điều Cả, công ty 194 làm nhà đầu tư. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo kết nối thông suốt tuyến đường từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn hành trình di chuyển của phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua Ninh Thuận đến các tỉnh Nam Trung Bộ và ngược lại, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1662 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ninh Thuận hiện có trên 196.828 ha rừng và đất lâm nghiệp phát triển rừng, trong đó diện tích rừng và đất rừng phòng hộ trên 125.969 ha, rừng và đất rừng đặc dụng trên 41.626 ha. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất và rừng tự nhiên vùng ven biển với diện tích giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ đặc dụng khoảng 6.500 ha, trồng mới 200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay trên đất cát, đồi núi đá ven biển, kết hợp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ 1.500 ha. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ trồng thêm 1 triệu cây phân tán để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, chống sa mạc hóa và sạt lở vùng ven biển, kết hợp xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo các chủ rừng và người dân cần thực hiện nghiêm những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong đợt cao điểm mùa khô năm 2024. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng mùa khô 2024, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo các chủ rừng và người dân cần chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, khí hậu, thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, cấp dự báo cháy rừng, vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao. Các chủ rừng và người dân sinh sống, hoạt động ven rừng, trong rừng cũng cần chủ động lập các biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đồng thời phải nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công tác này. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thường xuyên nghiên cứu, tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy rừng, tăng cường công tác tự kiểm tra, tuần tra kiểm soát tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao. Thưa quý vị và các bạn, sông Lu là tuyến thoát lũ chính của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, đoạn chảy qua xã Phước Hải lại chưa được xây kè bảo vệ bờ sông. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho bờ sông ở khu vực này bị sạt lở nhiều đoạn và ngày càng lan rộng, làm mất đất sản xuất của người dân. Tình trạng sạt lở kéo dài tạo ra những vết đất thẳng đứng dọc bờ sông. Trước kia, ruộng lúa của anh Trần Văn Kiệp ở thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, cách bờ sông Lu hàng chục mét.
thì nay bờ ruộng chỉ còn cách bờ sông một bước chân. Mùa mưa từ tháng 7 tới tháng 10 là lúc nào phải nước sông Lương nó xuống, phải nó tràn vào đây là đất cát, ở đây là nó cứ suối, nó suối cả cái vùng này cái mấy mẫu đây chứ đâu có ít đâu. Phải hết lục xong bắt đầu tháng 1 bắt đầu mình ủi lên làm lại. Mình làm cứ tới tháng phải lục sớm tháng 7 thì cứ nó cứ suối đất đi à. Bất cứ năm nào cũng như năm nấy, từ năm 2010 mới tới giờ mà. Tình trạng sạt lở bờ sông Lưu ở xã Phước Hải mỗi năm thêm nghiêm trọng và không có dấu hiệu dừng lại. Sau mỗi mùa mưa bão, vết sạt lở cứ kéo dài thêm. Người dân đã đóng cọc, trồng cây để bảo vệ bờ sông. Thế nhưng các giải pháp này không phát huy tác dụng. Hiện nay đã xuất hiện 3 điểm sạt lở bờ sông với chiều dài hơn 1 km. Có nơi vết sạt lở ăn sâu vào đất liền trên 15 mét. Không có đầu tư rồi kiên cố sửa chữa thì tiếp tục hàng năm mà khi có lượng mưa đổ về, đặc biệt là lũ cuốn về thì sẽ hư hại đến cái ruộng đất của bà con, đặc biệt là việc bồi lấp, lấp hết tất cả các ruộng trên hệ thống phía nam của xã rất là lớn, rồi gây ảnh hưởng tới sản xuất cũng như việc đi lại của bà con trên cái dọc tuyến sông Lưu này đó. Mưa lũ ngày càng diễn biến bất thường, kéo theo tình trạng sạt lở bờ sông Lưu thêm trầm trọng. Do đó, ngành chức năng sớm khảo sát, bố trí kinh phí xây kè, ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ đất sản xuất của người dân. Phần cuối bản tin sáng nay là tin tức trên lĩnh vực an ninh trật tự. Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bắt nhóm đối tượng gồm Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo sinh năm 2005, trú xã Điền Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Võ Ngọc Phước sinh năm 2006, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, về hành vi cướp giật tài sản, và Hứa Trần Đạt Vĩ sinh năm 2005, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 17 tháng 2 năm 2024, Công an phường Cẩm Châu, thành phố Hội An tiếp nhận tin báo của một du khách nước ngoài về việc bị hai thanh niên bịt mặt đi trên một xe mô tô màu đen không có biển số áp sát giật túi sách. Bên trong túi sách có hai điện thoại iPhone XS Max, một iPad, hai máy đọc sách điện tử, một ví da và các giấy tờ khác có liên quan. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến trưa ngày 18 tháng 2 năm 2024, lực lượng công an thành phố Hội An phát hiện và bắt giữ Bảo và Phước tại huyện Duy Xuyên. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng Vĩ là đối tượng đem tài sản do hai đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ. Vừa rồi là tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin giao thông, mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2024. Tăng cường xử lý lái xe vi phạm an toàn giao thông qua thiết bị giám sát hành trình. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổ chức đoàn thể xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2024 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông thời gian qua, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu để khắc phục nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, tiếp tục tổ chức khắc phục, sửa chữa kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, tổ chức rà soát lại nhiều bất cập trên tuyến cao tốc để kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khắc phục trước khi đưa vào khai thác vận hành, tăng cường công tác quản lý quy hoạch,
phát triển hạ tầng đô thị gắn với phát triển hạ tầng giao thông. Các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp để xử lý, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 5 người. So với tháng 1, tai nạn giao thông trong tháng 2 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn được cơ quan điều tra xác định do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát và đi không đúng phần đường quy định. Trong tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 1.029 ca tuần tra kiểm soát đường bộ với hơn 5.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và lập biên bản 3.498 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 295 trường hợp, tạm giữ phương tiện có thời hạn 3 ô tô, 1.156 mô tô. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 47 năm 2022 của Chính phủ, ô tô kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm tăng cường công cụ giám sát cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vận tải. Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đang tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm giao thông qua thiết bị giám sát hành trình trên ô tô kinh doanh vận tải, qua đó giúp phát hiện các trường hợp vi phạm quy định trật tự giao thông và kịp thời xử lý, chấn chỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động vận tải. Ghi nhận của phóng viên bản tin giao thông. Qua kiểm tra tại nhà xe này, 100% phương tiện vận tải hành khách đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và truyền tín hiệu ổn định cho cơ quan quản lý theo quy định. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, nhà xe có thể theo dõi số km xe chạy, từ đó xác định được thời điểm thực hiện bảo dưỡng xe định kỳ, quản lý về tiêu hao nhiên liệu, đồng thời cũng kịp thời nhắc nhở và có biện pháp xử lý lái xe vi phạm an toàn giao thông. Lái xe mà chạy quá tốc độ hay quá số giờ trước hết là chúng tôi là đình chỉ ca, nghĩa là không cho lên ca chạy trước hết và viết bản tường trình. Nếu mà có văn bản vi phạm xử lý thì chúng tôi xử lý theo cái văn bản vi phạm của cảnh sát giao thông. Sở Giao thông Vận tải cho biết toàn tỉnh hiện có 2.992 xe ô tô của 762 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ theo quy định. Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên ô tô kinh doanh vận tải cũng đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với lái xe. Luật pháp của ban hành nhà nước ban hành ra thì tài xế phải tuân thủ theo và vấn đề là tốc độ. Chạy đúng tốc độ quy định, rồi chạy đúng theo lịch trình trong thời gian của giám sát hành trình, đi đúng giờ đúng giấc. Vi phạm thì doanh nghiệp phải xử lý chế tài là đình tài hoặc là lập biên bản là coi như là đình chỉ không hoạt động. Qua tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các nhà xe và trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong 3 tháng qua, Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 18 phương tiện ô tô của 10 doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải vi phạm các lỗi. Lái xe chạy quá tốc độ, quá thời gian quy định, đi không đúng lịch trình vận tải, với tổng số tiền phạt 272 triệu đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra từ cái trích xuất cái thiết bị giám sát hành trình và sẽ đưa ra những cái phương án xử lý những cái lỗi vi phạm của lái xe và chủ doanh nghiệp. Như là chạy quá tốc độ nè, chạy quá thời gian và những cái đăng ký chạy không đúng tiếng để góp phần đảm bảo cái an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Việc tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình trên ô tô kinh doanh vận tải sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vừa rồi là bản tin giao thông. Tiếp nối chương trình Đến Thuận ngày mới sáng nay, biên tập viên Thế Hùng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh. Cảm ơn Khánh Hằng. Thưa quý vị và các bạn, 28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thông tin đăng tải trên báo điện tử, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay. Bài báo cho hay, theo quyết định số 206 của Chính phủ vừa ban hành, có 28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2024 gồm nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế, nhóm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhóm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư,
đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn, thanh toán trực tuyến viện phí cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhóm thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã và đăng ký thuế, nhóm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhóm thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai và nộp trực tuyến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đăng tải bài viết đáng chú ý, Việt Nam đón hơn 3 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng qua. Bài báo cho hay, tính chung 2 tháng đầu của năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 14%. Du lịch lữ hành ước đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, Việt Nam đã chính thức cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn tạm trú từ 30 ngày lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân các nước được đơn phương miễn thị thực vào Việt Nam. Có thể nói, chính sách thị thực luôn là công cụ sắc bén để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến tham quan du lịch ở Việt Nam. Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, học sinh có giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố không được hưởng bất cứ ưu tiên nào khi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là khẳng định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thắc mắc về cơ chế ưu tiên cho học sinh giỏi tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bài viết trên tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Thành phân tích. Trước hết, Bộ chỉ có quy chế thi học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông, không có quy định thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, cũng không có trường chuyên cấp trung học cơ sở. Chúng ta cần thấy rằng, giải học sinh giỏi thì xét theo từng môn, trong khi tuyển sinh lớp 10 gồm nhiều môn. Vì vậy, các chính sách cấp trung học cơ sở hướng tới việc phát triển toàn diện năng lực kiến thức nền tảng. Đây cũng là lý do không có trường chuyên ở bậc trung học cơ sở. Trước kiến nghị của các địa phương về việc cộng điểm ưu tiên, Bộ sẽ nghiên cứu, đánh giá cụ thể và tính đến những yếu tố ghi nhận kết quả của học sinh một cách bền vững, giúp các em học thật, hình thành năng lực thật. Mục điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Mời biên tập viên Khánh Hằng. Cảm ơn anh Thế Hùng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm di tích lịch sử Miếu Nam Bà, tọa lạc tại khu phố 4, phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của người dân địa phương, mà còn gắn với các phong trào cách mạng ở Ninh Thuận.
tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 2 tháng 3 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động.